chàng trai 9X chi hàng tỷ đồng săn đủ 9 chiếc xe biển ngũ quý. Ngắm nghĩa bộ sưu tập 9 chiếc xe máy biển ngũ quý từ 1-9 quý vừa được hoàn thiện của mình, anh Võ Thanh Tâm, 27, ở Bình An, Biên Hòa, Đồng Nai trầm ngâm, với tôi nó là đam mê và như là thanh xuân của tuổi trẻ. Đôi lúc tôi cũng không tin mình lại có thể kiên trì tìm kiếm và săn lùng đến như vậy. Mới ngoài 20 tuổi nhưng cách nói chuyện và đặc biệt là việc sở hữu dàn xe máy 9 chiếc mang biển số ngũ quý khủng từ 1-9 chính chủ khiến Tâm Tí, biệt danh của anh, được rất nhiều người, nhiều dân chơi xe khác phải ngưỡng mộ. Anh từng gây chú ý đặc biệt với thông tin sở hữu chiếc xe tay ga Honda SS ngũ quý 9 trị giá trên dưới 1 tỷ đồng. Tuy nhiên, chiếc xe này chỉ là một phần nhỏ trong bộ sưu tập xe máy biển ngũ quý cực khủng của anh. Đầu tư thời gian, công sức cũng như tiền của trong 3 năm 5 tháng cuối cùng tôi cũng đã hoàn thành bộ sưu tập xe biển số ngũ quý từ 1-9 chính chủ thuộc đầu biển Đồng Nai. Nó không chỉ là một tài sản vô giá mà còn là niềm tự hào tuổi trẻ tôi có được, anh chia sẻ. Vốn dĩ cũng đang theo đuổi nghiệp mua bán trao đổi xe máy cũ mới nên anh có rất nhiều kinh nghiệm trong việc chọn lựa xe. Tuy nhiên, theo như anh kể thì để mua được những chiếc xe biển số ngũ quý này không hề dễ. Anh phải tìm hiểu thời gian từng chiếc biển số được bấm ra để canh me đợi người bấm được rồi thương lượng giá cả mua cho bằng được. Và tất nhiên giá mua sẽ cao gấp nhiều lần so với giá trị thực tế của những chiếc xe đó. Có chiếc đã đội giá gấp 3 đến 4 thậm chí là 20 lần nhưng anh vẫn mua khi đã vừa ý. Cụ thể, 9 chiếc xe ngũ quý của anh Tâm hiện đang sở hữu bao gồm Yamaha Soyuzer biển 60H1-11111, Honda Airblade biển 60F2-22222, Yamaha Soyuzer 60B3-33333, Honda Vision 60B4-44444, Honda Airblade 60B5-55555, Honda Vision 60B4-66666, Honda Airblade 60C1-77777, Honda Transfer B8-88888, Honda SSB8-99999. Đặc biệt trong bộ số này có đến 6 xe phân thành biển lục quý 1, 2, 3, 4, 5, 8 hiếm nhất từng thấy. Dù đã nhanh chóng đạt được mục tiêu của cá nhân một cách hoàn mỹ như vậy nhưng khi được hỏi về nguyên do sở thích này anh dường như không lý giải được. Mọi điều đến với tôi một cách rất tự nhiên. Từ đầu tôi chỉ mua vài chiếc số đẹp cho vui. Nhưng càng về sau, tôi càng thấy thích thú và đam mê thực sự. Nó đã thôi thúc tôi quyết sưu tập cho bằng được bộ biển số ngũ quý từ 1, 9. Anh Tâm tâm sự. Mỗi con số là một kỷ niệm khó quên. Đối với tôi, mỗi con số là một kỷ niệm và tôi sẽ không bao giờ quên. Có không ít người ngỏ ý muốn mua lại xe nhưng tôi không bán vì muốn giữ làm của riêng mình với lại bán đi rồi có nhiều tiền cũng không mua lại được. Anh nói, chiếc đầu tiên trong bộ xe biển độc này là xe Honda Glade 60B5-55555. Đó cũng chính là lý do hiện nay chiếc xe này được anh trưng tủ kính bày ở trước sảnh nhà. Anh kể, khi một người bạn gửi cho anh tấm hình con xe 555.555, bất giác tôi cảm thấy như nó là của mình. Vì yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên nên đã quyết tâm mua bằng được. Ngay sau đó, tôi nhờ một người bạn hỏi mua dùm rồi mới cách công đến huyện Xuân Lộc cách nhà khoảng 70 km để mua xe. Thời điểm mua chiếc xe là vào khoảng 12 tháng 1 năm 2016 với giá 45 triệu đồng. Tuy nhiên đến nay chắc chắn không còn mức giá đó. Tôi quyết định cất tủ kính con ngũ năm vì nó là đầu tiên. Cái gì đầu tiên cũng rất đặc biệt, nó từng mang lại cho tôi rất nhiều may mắn và may mắn nhất có thể nói là tôi đã nhanh chóng hoàn thiện được ước mơ sở hữu bộ xe ngũ quý của mình. Từ chiếc ngũ năm, anh Tâm mới bắt đầu lần mò tìm kiếm những chiếc khác. Dù đều là biển số Đồng Nai, 60, chính tỉnh anh sinh sống nhưng việc săn mua xe theo anh Tâm kể là không hề đơn giản. Đơn cử như chiếc Yamaha Soyuzer 60B3-33333 vốn đã bị chủ nhân bán lên TPSCM, rồi bán về tới tận tỉnh Bạc Liêu. Nhưng may mắn sau đó anh Tâm đã liên hệ được với chủ mới cũng là một người sưu tầm xe và thuyết phục họ bán lại. Sau khi họ đồng ý ngay sáng hôm sau tôi có mặt ở Bạc Liêu để mua xe về. Chiếc Honda Transfer 60B8-88888 cuối cùng là chiếc nhiều kỷ niệm nhất. Đó là một câu chuyện rất dài. Khoảng năm phần 2017 khi đó có thông tin sắp ra biển số này, tôi đã túc trực nhiều ngày liền ở đội cảnh sát giao thông huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai để chờ xem ai bấm được số này thì tôi sẽ thương lượng mua lại. Khi biết được chủ nhân của chiếc xe này tôi lập tức trả giá nhưng chủ xe không bán, tôi theo về đến tận nhà chủ xe nhưng cả gia đình họ đều nhất quyết không đồng ý. Sau 2 năm cố gắng thương lượng thì mới đây họ mới chịu bán cho tôi với giá 350 triệu đồng, anh bộc bạch. Khi được hỏi về tổng giá trị bộ sưu tập xe này bao nhiêu dù chia sẻ đây là tài sản vô cùng quý giá của cuộc đời mình nhưng anh Tâm lại xin phép được giấu kín số tiền cụ thể.
Tuy nhiên theo ước tính và suy đoán của nhiều người sành chơi xe khác thì bộ sưu tập xe biển độc của anh Tâm phải có giá đến hàng tỷ đồng. Bởi trong số đó có chiếc Honda SSB 899999 đã từng có người trả ra 1,2 tỷ đồng nhưng anh Tâm không chịu bán. Chiếc xe này cũng thuộc dạng đắt nhất trong bộ sưu tập của anh. Như Vietnamnet thông tin trước đó, phong trào chơi xe máy biển khủng thể hiện đam mê, đẳng cấp đã nở rộ từ nhiều năm nay. Ngoài anh Tâm, cũng có không ít tay chơi đã và đang sở hữu những bộ sưu tập xe máy biển số ngũ quý, tứ quý cực độc, đa phần họ vì đam mê, yêu thích những con số. Như anh Phan Phúc Hậu ở Đồng Tháp từng gây sốt với bộ xe biển số từ 1 đến 9 với nhiều đầu biển khác nhau. Anh Huỳnh Chí Tâm ở Bến Tre cũng khiến nhiều người ngưỡng mộ khi làm chủ bộ xe số biển ngũ quý chính chủ mang với đầu số 71 của Bến Tre. Và đã có lúc tiết lộ với chuyên trang xe Vietnamnet, anh Huỳnh Chí Tâm cũng cho biết đang tiếp tục hoàn thiện ước mơ có đủ bộ sưu tập biển ngũ quý, lục quý từ 1, 9. Theo Y Nhụy, Vietnamnet. Nhớ bấm đăng ký theo dõi để nhận được nhiều thông tin mới nhất.